Zombie Apocalypse. Đây là máy Atman 103S. Công suất của máy là 11W. Lưu lượng nước chảy trong 1 giờ lên tới 1 khối 300 lít nước, là 1.300 lít nha các bạn. Chiều cao của máy đẩy lên tối đa được khoảng 1m2. Thì với một cái máy như vậy mình có thể sử dụng cho hồ 1m5, nhưng mà xài tạm ổn thôi. Với mình thì máy này xài cho hồ 1 mét trở xuống đó, nó sẽ sạch sẽ hơn. Đây là máy và các phụ kiện đi kèm theo. Các phụ kiện của nó đây các bạn, gồm hai cái ống nối. Thì phụ kiện của thằng Atman 10 nó sẽ ít hơn so với Atman 30 nha. 30 đây có nghĩa là 301, 302, 303 được. Phía bên hông của máy Atman 103S sẽ có một cái nút điều chỉnh tăng giảm cái lưu lượng nước lại, giúp chúng ta khống chế được cái dòng nước đi vào trong cái hộp lọc để tránh bị tràn. Đối với các dòng máy Atman 103S thì cái logo nó sẽ in phía sau đích như vậy, nó sẽ cho chúng ta biết được cái nguồn điện sử dụng là bao nhiêu và thông số sử dụng của nó như thế nào, ghi rõ rất là chi tiết, các bạn cứ xem phía sau. Còn đây là các phụ kiện đi kèm theo bên máy, thì nó có hai cái ống nối. Cái ống nối đầu tiên á, nó sử dụng phi số 17, các bạn cứ nắm trực tiếp vào như vậy, cứ cắm ở mức vừa phải thôi, không cần cắm chặt lắm đâu. Máy có kết cấu rất là chắc chắn. Cái ống hai người ta tặng cho mình là cái ống này đây. Thì cái ống này nó có tích hợp thêm cái phần lấy oxy. Thì cái máy Atman 103S này thì mình thích cái này nhất. Vừa đẩy nước lên rồi nó kéo thêm một lượng oxy nhất định trong hồ cá của chúng ta luôn. Nếu như các bạn không có nuôi quá nhiều cá thì cái máy này với thiết bị lấy oxy này là quá chuẩn rồi, không cần phải đầu tư gì thêm. Cách sử dụng của nó thì rất là dễ, chỉ việc cắm vào giống như mình như vậy nè. Còn cái đầu đen á, các bạn phải đưa lên cao khỏi mặt nước nha. Thì quá trình đưa cao mặt nước vậy nó mới lấy được oxy đẩy theo cái luồng nước được.
tổng quan của cái máy Atman 103S này nhìn rất là đẹp so với máy Atman 30, cầm nó cũng sẽ chắc chắn hơn. Nhưng mà sau một thời gian các bạn sử dụng nha, máy sẽ chạy yếu với lý do là những cái đồ dơ nó sẽ bám chung quanh đây, thì chúng ta bắt buộc phải đi vệ sinh nó. Nếu không, máy của chúng ta rất sẽ dễ bị hư và hỏng. Các bạn chỉ cần lau sạch những cái chỗ mình mới vừa chỉ đó. Cách mở của Atman 103S nó sẽ hơi khác so với dòng 301, 302 đồ, là chúng ta không còn có vịnh ở bên hông mà đẩy ra như vậy nữa. Bởi vì cái nắp đen mà để che đi cái motor của cái máy á, nó dính liền với cái đế chân hít. Các bạn lưu ý phần này nha, nên muốn mở ra các bạn phải xoay ngược giống như mình vậy nè, và chỉ cần đẩy nhẹ một cái là nó ra, thì lúc này nó sẽ trượt ra khỏi cái khớp của nó một cách dễ dàng. Đối với các bạn chưa có mở lần nào á, thì cứ làm theo hướng dẫn của mình, có thể chỉ nhìn sơ qua một tí là có thể làm được liền, rất là dễ. Chỉ cần đẩy theo đúng ngàm của nó. Nếu các bạn cảm thấy mở một cái máy gì mà cứng quá thì đừng cố gắng quá nha, nó sẽ bị gãy cái khớp bên trong của máy. Các bạn cần phải nghiên cứu sơ qua trước khi mở. Đây là cái nắp bảo vệ của nó. Thì cái nắp bảo vệ này nó có chức năng làm tăng giảm cái lượng nước. Chúng ta phải tháo nó ra. Thì sau khi tháo nó ra xong, chúng ta mới mở được cái nắp motor quay của nó. Các bạn cứ vặn nhẹ nhàng thôi, nếu mà cảm thấy cứng quá thì vặn ngược lại. Đó, chỉ cần nhẹ nhàng như vậy là có thể mở ra. Sau đó các bạn vệ sinh nó ở phía bên trong. Thường thì những motor quay này một thời gian chậm, bởi vì lý do là nó kẹt những cái đồ dơ. Thì các bạn cứ việc tháo cái motor ra và vệ sinh nó. Đây cái cục motor 500 quay nè. Các bạn cứ lau chùi sạch sẽ những cái gì mà đang vướng vào thì cố gắng gỡ ra hết. Và phía bên trong lỗ này, lúc nào cũng vậy, chỉ cần mở motor ra quay là y rằng bên trong đồ dơ quá trời luôn. Các bạn chỉ cần rửa sạch nó, và sau cùng là các bạn lắp nó vô rất dễ dàng. Đậy lại cái nắp, các bạn cố gắng đẩy sát vô nha, để cho nó khít thì máy nó mới hoạt động tối đa được. Sau đó các bạn gắn lại cái khớp mà tăng chỉnh cái lưu lượng nước đó. Các bạn để ý nha, nó cứ bỏ vô đúng cái ngàm nó là được, bắt đầu xoay lên thôi. Không, các bạn thấy rõ không, đây cái ngàm của nó nè, cứ đặt đúng vô rồi bắt đầu xoay lên, vậy là vào vị trí. Quá đơn giản, các bạn để ý nha, khi xoay các bạn phải xoay hết lên trên giống như vậy. Thì đến lúc các bạn lắp vào á, nó sẽ dễ dàng hơn. Còn mà lắp mà xoay nó lưng chừng quá, nó sẽ không có lắp vô được. Cuối cùng các bạn chỉ cần lắp vào các khớp của cái rãnh và bắt đầu nhẹ nhàng đẩy vô. Vậy là xong, vệ sinh xong cái máy. Cái máy của các bạn sẽ hoạt động như mới. Sau khi gắn xong thì các bạn có thể tăng giảm thoải mái nha. Ok. Máy này cầm rất là sướng, xài rất là an toàn. Nhắc tới an toàn với nhớ, nay mình chỉ thêm cho các bạn. Đây là một cái máy sử dụng một nguồn điện là 220. Một nguồn điện 220 mà để vô trong nước như vậy có an toàn hay không? Mà phải ngập trong nước hoàn toàn nha. Nguồn điện 220 có an toàn hay không? Thì bây giờ mình sẽ mở một cái nắp phía sau lưng này ra cho các bạn xem, để biết lý do nó có an toàn hay không. Thì cái nguồn điện 220 này nó sẽ nối với cái motor phía bên trong đây. Thì phía bên trong đó nhà sản xuất đã đổ một cái lớp keo, bây giờ nó kín với gần ở phía trên mặt nắp luôn. Giờ một khi nó đông cứng lại thì không bao giờ sợ nước nó đi vào bên trong máy được. Vì vậy cái máy này sử dụng rất là an toàn khi nó đã ngập nước 100%, nên các bạn có thể yên tâm. Cảm ơn mọi người đã xem video nha, hãy đăng ký kênh. Cảm ơn.
me in the face. Tell me that you love me.